Rồi anh Phi chào các bạn. Buổi chiều ngày hôm nay anh Phi không dự định live bởi vì cũng có một cái vài đơn hàng mà anh Phi đã đóng hoài rồi, cho nên là những cái này anh Phi dự định kiểm tra rồi ngưng. Mà chiều nay thì anh Phi có một số cái câu hỏi của các bạn vừa mới phản hồi về cho anh Phi trong nhà các chú ông chiều nay. Và bây giờ thì anh Phi sẽ dành thời gian để anh Phi trả lời các cái câu hỏi này. Thì các câu hỏi này có trả lời bằng miệng thì trả lời bằng chat thì nó cũng không được giải quyết nhé. Ở đây thì anh Phi có một con ván trượt tay 612114, một bộ 676204 và một cái bộ nút chơi ngang bạn đặt từ website, và quà tặng với lại một cái đơn gồm có hai cái bạc đạn của nhà sô cô la. Bây giờ thì cho anh Phi uống nước cái rồi anh Phi sẽ bắt đầu ha. Rồi các bạn, anh Phi trở lại đây. Hai câu hỏi thì nó liên quan tới một cái là con này, một cái là dính dáng tới con K2 màu xanh lá bạn đặt quả tóc ngày hôm qua. Đây dính tới con này ha, dính tới con này. Con này là mã số mấy ta? Anh Phi không biết là bạn có đang ở trên live hay không, nhưng mà bạn hồi báo với anh là em quăng tự nhiên nó bung ra. Thì về cơ bản ngày xưa giờ anh chưa hề thấy cái câu chuyện tự nhiên nó bung ra. Cái thứ hai nữa là tự nhiên như thế nào thì anh Phi không có thể nắm được nha. Anh Phi đang ghim cái sản phẩm này lên để cho các bạn xem. Nó là con 1A nhại dây của dòng Audi nha. Để tháo được nó ra, không, giờ anh Phi nói về để chơi đi. Khi các bạn nhận Yo-Yo, khi các bạn khui cái vị nó ra thì các bạn nên chỉnh chu cái con Yo-Yo này. Bởi vì khi ráp có khả năng là họ sẽ không vặn cho cứng đó các bạn. Nhiều khi họ ráp vô như thế này rồi thôi, nhiều khi họ vặn này, họ vặn vô như thế này rồi thôi, họ sẽ không có chỉnh chu để tới mức là hoàn toàn 100% để các bạn chơi được. Cho nên về cơ bản các bạn sẽ phải dùng tay các bạn siết theo chiều kim đồng hồ, là siết vào một chút xíu cho chặt là dừng lại. Nếu các bạn để nó như thế này, nó lỏng như thế này thì khi các bạn chơi thì nó bị cái gì, các bạn quăng thì nó sẽ bung ra. Và con này bung ra thì rất là khó để ráp lại nha các bạn nhé. Anh Phi sẽ bỏ cái ván trượt qua để anh Phi hạ cái cốt máy xuống để anh Phi sẽ dễ dàng đọc comment của bạn. Chào các bạn, con này đỏ này nhẹ lắm, nó cũng không đến nỗi nhẹ đâu nha em, vừa tay để chơi, đối với các bạn nhỏ thì vừa tay. Vậy thì anh Phi sẽ tháo nó ra nha, giờ bung cái dây đi ra cho nó dễ. Điều đầu tiên khi các bạn bị va đập và bung hết cái con này ra rồi, lụm nó lại từ cái gì, từ cái nắp này. Cái miếng này nó không phải là chỉ là một miếng đâu nha các bạn nhé, cái miếng này nó rất là nhiều. Anh Phi sẽ tháo ra nè, nó sẽ rớt ra được cái này nữa nè các bạn nha, nó rớt ra được nữa đó, các bạn có thể tháo được cái miếng này ra nữa nè, đó thấy không. Rồi cái bát, trong này có cái bát nữa, cái này có một mặt trắng và một mặt đỏ, và ngay cả bên này cũng vậy nhé, và bên này cũng vậy các bạn ha. Rồi trên đây nó có một cái bạc đạn nha, bạc đạn này là bạc đạn mini nè, anh Phi nói hoài hồi xưa tới giờ ha, cái bạc đạn này mini nó rất là nhỏ nha, nó nhỏ chiếu rồi các bạn nha. Rồi ở đây nó có một cái lông đờn nữa nè, cái lông đờn này nó có một cái mặt phẳng nha. Anh Phi hôm qua anh Phi phát hiện đó, anh Phi có một bạn nhân viên nói là nếu mà chúng ta vừa xem mà chúng ta vừa tim thả tim á nhiều á là sẽ được nhiều người biết tới và nhiều người lượt xem hơn. Thì có thể là anh Huy không năn nỉ các bạn, nhưng mà anh Huy đang nói tới vấn đề này. Nếu mà các bạn thả được một vài trái tim thì chắc vui hơn nhé, có được nhiều người coi hơn thì sẽ vui hơn, có nhiều người cùng tương tác thì cái like của chúng ta nó sẽ hấp dẫn hơn. Đúng là buổi trưa hôm nay anh Huy có một mình, anh Huy không like đâu. Thì cái mặt này sẽ va qua nè, có một cái mặt phẳng đó các bạn thấy không, và một cái mặt để nó gù lên nè. Thì cái mặt này để các bạn để cái bạc đạn lên nha, các bạn chỉ cần lắp ngược thôi là nó sẽ không quay được nha, lắp ngược không quay nó sẽ là như thế này nha. Cái mặt phẳng nó quay vào phía ngoài nè. Rồi tiếp tục, ở đây nó còn một miếng nè các bạn này ha, hai miếng này nó sẽ gấp với nhau, rồi nó sẽ là như vậy. Khi bung ra nó sẽ là như vậy, một bên này nó sẽ rất là chặt nha, nó giống như cái cây đinh vậy đó, nó sẽ ghim chặt vô đây, nó sẽ ăn với nhau bằng những cái dòng ốc này, cho nên thực tế về cơ bản nó không có dễ dàng bung ra đâu các bạn nha. Tại sao họ thiết kế như vậy? Anh Phi không biết. Anh Phi không biết là họ thiết kế như vậy với mục đích gì. Hai cái nó có qua lại được hay không? Nè, thấy không? Cả bên này cũng được mà cả bên này cũng được. Đó, để anh Phi nghiên cứu coi có khi nào là nó không được nha các bạn. Mặt bên này không được, nó chỉ có thêm mặt phẳng thôi. Em nhớ bán con này nó có cái đầu con rồng. Đầu con rồng là dòng Yo-Kondo em, không phải đầu Yo-Yo này nha. Nè các bạn bỏ vô đây xong được chưa? Xong các bạn ráp cái này lại, là dính một bên nè, ha, dính một bên.
mà các đảm bảo nó dính vô nha. Tại vì khi mà các bạn làm sai cái ngàm là nó sẽ không có vô đâu, sai cái ngàm mà nó không có vô chặt được ha. Các bạn sẽ phải xem xét cái ngàm. À đây, cái ngàm này nè các bạn, cái ngàm nhỏ này nè, đi vô cái nhỏ nhất này nè. Đây, nó có cái ngàm nhỏ nhất ở trên đây nha, dài nhất và nhỏ nhất ha, dài nhất và bề ngang nó nhỏ nhất thì nó vô cái nhỏ nhất này. À, là nó sẽ chuẩn ha, là nó sẽ chuẩn như thế này, nó khớp vô thấy không? Đó. Chiều à, thần hổ level 4 là con nào vậy? Level 4 anh Phi không có nha em nhé. Level 4 đó là 676105. À, 676305 con đó không có. Rồi, bây giờ thì anh Phi sẽ cho cái bạc đạn vô nè. Do cái bạc đạn này, cái phần G này nè nó phải vào cái bạc đạn thì cái phần bằng nó sẽ xuống đây. Anh Phi sẽ đưa phần bằng vô. Được chưa? Rồi xong. Tiếp tục anh Phi đưa cái bạc đạn vô. Được chưa? Rồi tiếp tục anh Phi đưa cái phần này vô. Khi các bạn nhận bất kỳ một cái gì thì các bạn sẽ phải có một cái thao tác chuẩn bị, nó là chuẩn bị để chơi á, chuẩn bị để chơi nha. Và cái này các bạn ấn vô ha, nó ráp lạ hơn người ta nha các bạn nhé, nó ráp lạ hơn người ta. Xong cái này các bạn sẽ lắp nè, cái này dài nhất và nhỏ nhất này, các bạn lắp ngay cái rãnh nhỏ nhất nè, nó có cái gù nè ha, nó có cái móc nhỏ nè, thì các bạn lắp vô ngay đây nha. Các bạn lắp vô ngay đây. Rồi nếu mà khi mà nó chính xác rồi á thì nó sẽ, khi mà nó chính xác rồi thì nó sẽ nó gọi là gì ta, à nó mất tiêu nè, này gặp có mặt phẳng vô chứ em Phi xin lỗi. Khi mà gấp chính xác rồi thì nó sẽ vô ngon lành nha, nó vô ngon lành gành đào luôn. Đấy, đây xong. Và cái này các bạn mới đưa vô để các bạn đúng ngàm đúng khớp của nó luôn nha, chứ để không đúng là không xây được đâu nha. Rồi à, các bạn sẽ phải đưa vô từ từ các bạn mới ráp được nó đó. Nếu không là rất là khó để ráp nó nha. Đây xong thì các bạn xoay nha, các bạn vừa ấn các bạn vừa xoay nha. À, nó khó ráp lắm, cho nên là khi về chơi thì các bạn sẽ phải dùng một cái thao tác nào đó để các bạn siết nó chặt lại đó. Đây qua đây thì anh Phi đã hướng dẫn các bạn ráp con này xong rồi. Con này hơi khó ráp một chút xíu so với những con Yuyo. À, bây giờ thì anh Phi sẽ qua con đào bạc ngay để các bạn có thể thấy nó dễ như thế nào đối với chúng ta nha. Đào bạc thì cực dễ rồi các bạn nè. Đó con này xong. Khi chơi chúng ta sẽ phải có thao tác siết nhẹ để cho nó chặt để chơi. Còn các bạn để nó lỏng lỏng như vậy đó, mà khi tháo hộp sản phẩm ra không phải con nào nó cũng chặt đâu các bạn nhé. Không phải con nào người ta cũng gần chặt, cho nên chúng ta sẽ phải có một cái thao tác gọi là chuẩn bị trước khi chơi, là siết nó chặt vô rồi lúc đó mới vô dây để chơi nó. Được chưa? Vô dây để chơi nó. Con này thú thiệt với các bạn, có đập nó thì nó cũng không dễ dàng bể, không dễ dàng vỡ ra đâu. Trừ khi là chúng ta, cái bước chuẩn bị chơi của chúng ta không tốt, hoặc là chúng ta ỷ y cứ mở ra là cứ chơi, hoặc là chúng ta va đập theo cái kiểu là bóp chát á, cái kiểu mà quăng một cái đống á, nó mới bể ra thôi các bạn nha. Nó mới bể ra thôi. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu nha. Dừng nè. Nè anh Phi mượn thử cái ghế nè, anh Phi xem coi nó có văng ra không nè. Anh Phi đập xuống này nó có văng ra không, các bạn dặn chặt vô xem xem nó có văng ra không. Thấy không, anh Phi vừa cầm máy, anh Phi vừa cầm vô cho nên nó hơi khó cho anh Phi nha. Đó anh Phi mới đập vô cái ghế đó, nó có văng ra đâu nha. Cái câu chuyện đó là vậy. À, anh có bán dòng vô condo không? Có em ha, dòng vô condo có nè. Đây hít lên ha, nè hít lên nè, ta thử đập vô cái ghế coi nè, nó có văng ra không các bạn, nó có văng ra không, nó có chạy miếng nào không đó. Cho nên cái lực đập của các bạn phải khủng khiếp lắm nó mới có thể văng ra được cái con ốc xiết ở chỗ này. Cái thứ hai nữa là do có thể đó, anh Phi phán đoán đó, tại vì cái dòng hàng này là dòng hàng ép vỉ mà ép vỉ thì tuyệt đối không thể khui ra để gửi cho các bạn được đó, mà phải để nguyên vị nó như thế đó, cho nên anh Phi không thể nào test và không thể nào chuẩn bị cho các bạn từ đầu được hết. Chẳng hạn như con này cũng ép vỉ nè các bạn, chẳng hạn như nó mà mở ra chút xíu như thế này thì về chúng ta sẽ phải chặn lại nha, lúc nào cũng vậy hết nha. Đó, khi nhận vô nè, trước khi vô dây thì chúng ta sẽ phải kiểm tra điều gì. Một là cái bát nó có gù lên hay không nè, anh Phi ém rất là kỹ nè. Hồi nãy có một bạn hỏi anh Phi là ém bát, về vấn đề ém bát con K2 ém như thế nào, thì nó giống như con này là không nhạy dây, thì cái iPad của nó sẽ nằm phẳng dưới này, nhưng mà do cái phần lắp ráp như thế nào đó thì nó chưa được ém kỹ, thì chúng ta sẽ tháo nó ra. Được chưa? Tháo nó ra, sau đó chúng ta sẽ dùng tay chúng ta ém đầu ngón tay cũng được, móng tay cũng được, chúng ta ém nó kỹ xuống để làm chi, để dừng nó đừng có gờ lên, nó đừng có gờ lên nhé. Chú bán vô không nhạy dây không, con này là không nhạy dây nhé, có con nhạy dây có con không nhạy dây, thì các bạn hỏi chính xác con nào thì sẽ trả lời con đó cho các bạn biết nó là nhạy dây hay không nhạy dây.
Bởi vì nó nhẹ dây hay không là một phần do đối với dòng Audi nha, anh Phi không nói các dòng khác, do đối với dòng Audi một phần nhẹ dây là nó do bạc đạn, một phần nhẹ dây còn lại là nó do bass ha, là em bass xuống là nó sẽ không nhẹ dây. Con này về bản chất nó là không nhẹ dây, nó giống như con K2, nhưng đôi khi trong cái quá trình lắp ráp á, công nhân họ ráp không chuẩn chỉnh, cho nên cái này nè nó bị nhô lên. Anh Phi đã từng nhiều lần anh Phi bị rồi, ngay cả con này lúc khui ra nó cũng bị nha. Nó như vậy nè các bạn, nó nhô lên như thế này nè, và các bạn để chơi là nó nhạy dây ngay thôi. Chúng ta sẽ dùng em xuống, được chưa, em xuống để chi cho nó bằng cái mặt này đó. Bằng cái mặt này thì dây khi cạ vô đây nó không có bị nhạy dây nè. Cái dây nè chúng ta để vô này, chúng ta cạ nó sẽ không bị nhạy dây nha. Đó là như vậy, em bát là như vậy đó. Dùng tay em xuống, và bên này cũng vậy ha, dùng tay em cho nó chặt xuống nha. Rồi sau đó khi tháo vô ra rồi thì lắp lại phải đúng cách, chúng ta dùng tay chúng ta xoay hết về một bên cho nó cứng tay nha, chứ đừng có dùng kềm. Sau đó đưa cái nắp còn lại lắp nè, xoay vô nha. Cùng một con y chang như vậy, nhưng nó nhạy dây nè, là con sư phụ nè, con thần rồng sư phụ nè. Cái này nhạy dây bởi vì sao? Cái bát nó là bát gù nha. Trên cái tiêu đề anh Phi đặt, thường anh Phi cũng hay đặt chung với từ nhạy dây hay không nhạy dây nha. Đây cái bát này nó gờ lên nè các bạn thấy không nè, anh Phi sẽ cho các bạn coi nó gờ lên nè. Chính vì nó gờ lên cho nên cái sợi dây khi mà nó nằm trên mặt đạn nó chạy á, là nó sẽ bám vô đây rất là dễ. Khi mà các bạn hít lên, sợi dây nó bị trùng lại và nó bắt vô đây ngay, là nó sẽ nhạy dây lên thôi. Nó về nguyên tắc thì nó dễ lắm, nó không phải là một cái gì đó nó bí hiểm đến độ các bạn không khó hiểu nhé các bạn nhé. Nhạy dây và không nhạy dây thì nó rất là dễ. Chẳng hạn như con này dùng bạc đạn tiêu chuẩn thì cái khoảng hở của nó bằng với con này, nó bằng với hai con này, khoảng hở của hai cái nắp này bằng nhau, nhưng do cái bát này nó gù ra ngoài hơn cho nên nó nhạy dây. Còn con này bị ém vô trong nó không nhạy dây. Vậy thì còn phương pháp nào để nó làm nhạy dây không? Cũng cùng con này, nếu các bạn đưa cái bạc đạn mỏng vào ha, các bạn đạn mỏng hơn vào thì nó sẽ nhạy dây. Nhưng bạc đạn mỏng đó bên Audi họ không sử dụng, họ sử dụng vấn đề về bát nhiều hơn. Còn nếu không thì họ chuyển xuống luôn bạc đạn mini giống như này để có thể chơi được nhạy dây. Nhưng bạc đạn mini thì không gắn vô đây được, do cái dòng ren này á, cái dòng này nè, cái dòng giữa này nè, nó làm cho cái bạc đạn 1A, cho nên các bạn không thể thay cái bạc đạn mini vô được. Các bạn chỉ có thể thay bạc đạn 1A này, nhưng mà nó mỏng hơn. 1A này là cái dòng tròn này và cái dòng tròn này nè, nó vô được hai cái dòng này ha, nó vô chuẩn hai cái dòng này đó. Cái câu chuyện nó như vậy đó. Mà cứ qua mỗi một cái clip anh Phi cũng thường hay chia sẻ lại, các bạn có những thắc mắc gì thì các bạn cứ hỏi anh Phi sẽ chia sẻ ha. Còn bây giờ anh Phi sẽ quay trở lại với cái câu chuyện của chúng ta. 44 là em hỏi mã 44 đúng không? Đúng ra hôm nay anh Phi sẽ không like đâu, tại vì ngày hôm qua anh Phi like nhiều quá, anh Phi bị khàn tiếng một cái cổ, anh Phi có vấn đề. Nhưng mà trưa nay buộc phải giải quyết những bài toán này. Nếu anh Phi làm ở trên kia, 44 là nhạy dây em. 44 là nó có hai tính năng, đang nó ngay trước mặt đây. Có hai tính năng đều là nhạy dây hết nha. Một là trạng thái 2A. Trạng thái 2A là trạng thái úp mặt vô trong nè, úp mặt bằng vô trong nè, nó vẫn nhạy dây. Và trạng thái 1A nó vẫn nhạy dây nha. Bởi vì nó cái bạc đạn của nó là bạc đạn mỏng cho nên nó nhạy dây nha. Cái bát của nó chỉ gù lên một ít thôi, không nhiều, nhưng mà nó vẫn là nhạy dây. Hai con này nhạy dây nha. Ở trong cái sản phẩm anh Phi có những cái clip anh Phi có chia sẻ, nhưng mà không biết có thể làm rõ được hay không, không biết, nhưng mà nó là nhạy dây nha. Số 44 là thần hổ sông đấu Plazin Team 6 phiên bản tiếng Anh nha. Plazin Team 6 phiên bản tiếng Anh là dòng hàng quốc tế, nhưng quốc tế đi châu Âu chứ không phải quốc tế đi các cái dùng khác. Bằng chứng là trên này nó có tới 3 thứ tiếng này, có 3 thứ tiếng rồi, chứ nó không phải 1 thứ tiếng đâu nha. Anh Phi chỉ cho các bạn đây, ở đây nó có 3 thứ tiếng đâu nè. Này tiếng Anh nè, kế này là tiếng gì không biết, phải giấu nè. Dưới này là một loại tiếng khác nè ha, 3 loại tiếng chứng tỏ là nó đi vô một cái vùng nào đó, nó có 3 ngôn ngữ, hoặc là nó sản xuất cho 3 ngôn ngữ. Bao tơi chơi vô đi anh, đây bao tơi chơi vô nha. Bộ này là bộ quà tặng cho thằng này. Khi các bạn mua qua TikTok, hoặc các bạn mua qua trang web, hoặc các bạn đặt hàng trực tiếp, thì cái con này là sử là lấy giá cửa hàng, và giá cửa hàng thì anh Phi sẽ tặng theo 5 món là bao gồm bạc đạn nè, bao tay nè, dây nè, móc vô nè ha, rồi cây tháo bạc đạn và gì nữa ta, đó, 1, 2, 3, 4, 5 đúng rồi, nó sẽ tặng 5 món như vậy nha các bạn nhé. Giá mà giá web á, giá web hoặc là giá TikTok thì anh Phi căn theo giá chuẩn nha. Tại vì trên TikTok anh Phi không có chạy chương trình khuyến mãi, anh Phi không có chạy chương trình giá, con họ không cho anh Phi chạy chương trình giá trên TikTok, cho nên buộc lòng anh Phi sẽ tặng chuẩn theo cửa hàng.
các bạn tới cửa hàng thì cũng vậy thôi, tới cửa hàng thì con nào 259k trở lên là anh Phi tặng 5 món, nếu mà trên 300k thì anh Phi tăng thêm dây nha, tăng thêm dây, trên 400-500k 600k thì anh Phi có thể tặng thêm một cái hộp vô nữa, tặng thêm một hộp vô. Riêng con số 44 hồi nãy bạn hỏi á, cái con này nè, với con này nè, là anh Phi sẽ, tại vì không tặng được bạc đạn nó thuộc bạc đạn tầm trung cho nên không tặng được, cho nên anh Phi sẽ đổi qua anh Phi tặng cái hộp vô này, cái hộp để chứa vô này nha. Đó, nói chung là tôi cũng suy nghĩ cũng hết mức có thể rồi, tôi cũng làm sao cho nó hiệu quả nhất, nó gọi là nó đúng nhất trong từng tình huống. Chẳng hạn như con này thì tặng bạc đạn để làm gì, nó là bạc đạn mini mà chúng ta đâu có bạc đạn mini đâu để tặng, cho nên buộc lòng là anh Phi sẽ không tặng bạc đạn, mà với giá trị của nó cũng chẳng tặng bạc đạn được đâu các bạn. Giá trị của nó thì tặng một cái móc với 4 dây, là 2 dây là được nhé, một cái móc với 2 dây là vừa. Rồi bây giờ thì anh Phi sẽ quay trở lại với câu chuyện đóng hàng của anh Phi nhé. Hôm nay có ván trượt tay. Sáng tối hôm qua thì anh Phi có đóng 2 đơn 5 ván luôn, còn bây giờ thì 1 đơn 1 ván thôi, 1 đơn 1 ván. Và con vô thì anh Phi sẽ đóng sau ha. Đó, cái đơn 2 cái bạch đạn này chắc đóng trước nè, đơn 2 bạch đạn này đóng trước nha, anh Phi sẽ làm cho các bạn xem nha. Đấy, rồi sau đó anh Phi sẽ đóng tiếp các cái đơn kế tiếp. Cái đơn ván thì cũng đơn giản các bạn, nó cũng không phức tạp đâu, đơn ván thì cũng rất là đơn giản thôi. Ván thì anh Phi khui ra, anh Phi coi ở trong coi nó có độ đầy đủ phụ kiện hay không thôi. Có một số bạn vui lắm, các bạn nói là anh Phi đóng cái có 2 cái bạch đạn mà làm cái hộp chi bự vậy, anh Phi đang làm cho nó nhanh đó các bạn, chứ không phải làm cho nó bự đâu. Anh Phi làm nhanh là bằng cách nào? Những cái này nó có đường gãy sẵn rồi các bạn, nó có đường gãy sẵn rồi đây, những cái đường gãy sẵn nè, đường gãy sẵn này 12 nè, này 27 nè, thì nó lên ít thôi cũng được, không nhiều. Chẳng hạn anh Phi quy cho nó là 300g 300g mỗi cái bạc đạn, mà cho dù 2 cái hay 10 cái thì nó cũng là 300g. Nhưng khi các bạn mua qua mạng á, là nó tính ra là 600g nha, nó tính ra là 600g chứ không phải 300g đâu. Cho anh Phi kiếm cái phiếu nó cho các bạn coi, cái phiếu nó ở đây nè, nó tính ra là 600g. Đây nè, 600g nè, nè 0.6kg là các bạn thấy không, nó cộng dồn giá trị cân nặng chứ nó không có tính hợp lại, nhưng mà chúng ta khi đặt trực tiếp thì chúng ta mới tính hợp lại nha. Cái con AI nó cộng vậy đó các bạn, chúng ta không làm gì khác được đâu. Cái đó là họ làm việc theo hệ thống, không xen vào bởi bàn tay con người nha. Tất cả hiện nay đều hệ thống nó chạy hết nha. Đó, chẳng hạn như vấn đề giao nhận cũng vậy các bạn, giao nhận hiện nay là hệ thống họ làm đó. Bàn tay con người là chỉ là những người đi giao hàng, những người nhận hàng thôi, quét hàng thôi. Tiếp trên kia là tất cả mọi thứ là con AI nó làm hết, cho nên chúng ta không thể xen vào được đâu. Ngay cả các bạn báo anh Vi ơi sao hàng em về trễ thì anh cũng giống như các bạn vậy thôi, cũng chỉ có thể ngồi đó xem hành trình, rồi cũng gọi tổng đài giống như các bạn thôi, rồi tổng đài trả lời thì anh Vi nghe, rồi có bực bội thì cự nữ với tổng đài chút xíu, thì mọi chuyện nó cũng vậy thôi các bạn. Tất cả mọi thứ do hệ thống nó quyết định. Hệ thống nó là gì? Hàng các bạn sau khi đặt xong 2-3 tiếng thì nó sẽ hiện lên để anh Vi xác nhận đơn. Sau khi anh Vi xác nhận đơn xong thì anh Vi sẽ đóng đơn. Sau khi anh Vi đóng đơn xong thì shipper sẽ ghé lấy. Nhưng nếu cái ca lấy của shipper thì họ sẽ mỗi ngày họ sẽ ghé cửa hàng một lần. Ghé cửa hàng một lần hoặc hai lần thì thường là sẽ một lần. Rồi sau khi họ lấy xong là họ sẽ không quay trở lại. Cho nên các đơn mà thường các bạn đặt sau 3 giờ các bạn có yêu cầu anh Vi đóng ngay, anh Vi xác nhận ngay cũng chẳng làm được điều gì hết. Thì sáng hôm sau trưa tới trưa nay người ta mới lấy. Giống như đơn mà anh Phi đóng hôm qua thì đối với giao hàng tiết kiệm thì họ sẽ lấy buổi sáng, nhưng mà đối tới các hãng khác thì chiều nay họ mới lấy. Và khi chiều nay họ lấy thì đóng sáng nay hay đóng tối hôm qua cũng vậy thôi các bạn, nó cũng có khác biệt gì đâu. Nhưng mà nhiều khi anh Phi vẫn phải làm sớm để cho các bạn cảm thấy yên lòng, là sớm chuẩn bị hàng ngay, hay là những cái thao tác như thế này. Anh Phi làm sớm nhưng mà shipper hôm đó họ không lấy, họ sẽ ghi nhận hệ thống vậy, họ ghi là lấy hàng không thành công bởi vì shop chưa chuẩn bị hàng. Không phải như vậy đâu nha, nó không phải như vậy. Shop không 42 6 điều là nhạy dây 62 hả, 62 là con thần hổ song đấu hay là thần rồng sư tử song đấu gì đó, 62 là con thần hổ song đấu. Con thần song hổ song đấu thì nó chơi vừa là vô quân đô nha, giống con này, vừa là chơi vô quân đô, hai là khi mà em bật ra ngoài em đưa vô cái ti thì nó sẽ là một a nhạy dây nha. Nó là con số 62 đó, nó là thần hổ trong đó. Anh Phi có hàng mẫu rồi đó chứ mà lưu bu anh Phi chưa khui ra được.
Ở đây anh Phi rất là nhiều hàng mẫu, anh Phi đang chuẩn bị trên tinh thần là những cái hàng nào anh duy trì, anh chia sẻ với các bạn là anh Phi sẽ cố gắng có hàng mẫu hoặc là hàng mẫu đại diện cho cái dòng. Đại diện cho cái dòng, chẳng hạn như cái dòng sông đấu là anh Phi đã có con này rồi nha. Sông đấu của phiên bản tiếng Hoa, còn phiên bản tiếng Anh thì thực sự về cơ bản anh Phi cũng không về đủ hàng, nhiều hàng để anh Phi vui hàng mẫu. Cái con hồi nãy các bạn hỏi, con 44 á, là con này nè, cũng là thần hổ sông đấu đó, nó cũng giống như cái dòng sông đấu này nè, nhưng mà này tiếng Hoa nó là Jocundo với một A nhẹ dây, còn cái này là 2A với một A nhẹ dây nha. Cái câu chuyện nó đơn giản vậy thôi. Còn một A nhẹ dây là gì, 2A nhẹ dây là gì, thì một là các bạn chưa hiểu thì các bạn có thể hỏi thêm các bạn rành, hai là các bạn có thể coi trên IT hoặc là xem trên những cái phương tiện. Các bạn chỉ cần gõ những cái từ khóa hợp lý là các bạn sẽ có những cái khóa, cái gọi là clip để coi. Chẳng hạn như các bạn gõ thử Yoyo 2A coi, các bạn gõ ngay trên TikTok á, gõ tìm kiếm á, Yoyo 2A xem nó đưa cái clip gì cho các bạn xem nó như thế nào nha. Cái cách nó trở lại vậy. Rồi bây giờ thì anh Huy sẽ dán cái này lại nha. Tại vì thường á, đối với hàng TikTok anh Huy xác nhận á, mà bạn lấy hàng là thường là bạn sẽ lấy buổi sáng ngày hôm sau nha. Buổi sáng ngày hôm sau hoặc xác nhận trong buổi sáng này, buổi sáng bạn lấy luôn. Còn nếu mà buổi chiều như thế này xác nhận đó là buổi sáng ngày hôm sau bạn sẽ lấy. Rồi, các bạn có hỏi gì nữa cho em coi thử. Con nào cơ bản? Đây, con này cơ bản. Con này cơ bản, con này cơ bản. Tất cả Yoyo đều là cơ bản. Nó cơ bản trong từng dòng hết. Nó không có con nào là nâng cao hay là không nâng cao hết đó. Chẳng qua là ít tiền hay nhiều tiền thôi nha. Nó nhiều tiền nó xịn hơn đó. Còn nó ít tiền thì nó không xịn bằng, đơn giản vậy thôi. Chứ nó Yoyo nó không có tính năng nâng cao nha các bạn nhé. Yoyo chơi là kỹ thuật nâng cao thôi. Còn con Yoyo là nó không nâng cao, nó chỉ thiết kế khác đi hoặc là nó có ngàm để gài, hoặc là nó thiết kế để bắt bạn chơi được trên đầu ngón tay mà không cần phụ kiện, hoặc là nó thiết kế hai vòng quay độc lập chơi cho vui. Mà thường là ở các cái hãng như đồ chơi á, thì họ thiết kế những cái món đồ chơi này là họ biến tấu ra nhiều thứ. Nhưng mà đối với những cái hãng như là Magic, C3 Design hoặc là những cái hãng mà chuyên cho người lớn á, thì họ thiết kế chuẩn lắm các bạn. Họ không có, họ thay đổi cái thiết kế của cái con Yoyo luôn bằng cách là họ móc ngoài, họ móc trong, hay là họ làm một cái gì đó rồi họ thay đổi cái chất liệu bền hơn để cho nó đắt hơn, rồi họ vô hơn để cho Yoyo ngon hơn chẳng hạn. Họ không có nhiều thay đổi như là đồ chơi. Chẳng hạn như đây có cái đèn gắn vào, có nút chơi ngang gắn vào, đó là vậy. Nó chỉ phụ thuộc vào những cái dòng đồ chơi, nhưng nó 1A không nhạy dây thì vẫn là một cái kết cấu như thế này, 1A nhạy dây thì cũng vẫn là cái kết cấu như thế này, nhưng mà nó khác cái bạc đạn hoặc nó khác cái bát để nó nhạy dây thôi đó. Còn 1A nhạy dây mà theo cái kiểu bạc đạn thì nó có thể bạc đạn nhỏ hơn, nó mỏng hơn, nó đơn giản vậy thôi. Còn về cơ bản thì Yoyo vẫn là Yoyo các bạn. Cấu tạo của Yoyo nó vẫn là hai cái nắp, nó kết nối với nhau. Chính giữa nó là một cái ti và một cái bạc đạn ở phía trong. Còn nếu không nó sẽ là ti ly hợp. Như con này là ti ly hợp. Quăng nó ra, quăng nhẹ thì nó hút lại, tự nó trở lại. Còn quăng mạnh thì nó đứng gió. Nó đơn giản vậy thôi. Nó chỉ có những cái khái niệm cơ bản nhất về Yoyo là như vậy nha các bạn. Đây, anh Phi cho các bạn xem. Nè, nó tự thu lại nè. Do nó là ly hợp, ngay thời điểm này nó không đủ lực để liên hợp cho nên là nó hút dây, dây nó neo vô cái trục liên hợp ở trong. Còn nếu quăng mạnh là nó sẽ đứng gió các bạn thấy không, và chờ cho tới khi nó chạy yếu lại thì tự động nó hút lên thôi. Nè, nó hút lên và anh Phi canh, anh Phi chụp nó nha. Nó chơi Yoyo là phải nắm được cái điểm chụp, nó gọi là nắm được điểm rơi á, chụp lại đơn giản vậy thôi. Nó là đơn giản ha. 2A thì nó chia ra 2A liên hợp, 2A bạc đạn đứng gió. Rồi 1A thì nó chia ra 1A nhạy dây, 1A không nhạy dây. Còn nhạy dây hay không nhạy dây thì cái cấu tạo phía bên trong là có khả năng là do bát hoặc do bạc đạn. Rồi hết. Rồi 4A là nó bự hơn, cái loa nó bự như vậy nè, để nó chơi không dính dây. Cái dây nó không có cột Yoyo đâu các bạn. Đó, dây nó nằm trên tay, ta cầm nguyên sợi dây, ta vuốt là cái con Yoyo nó nhảy mà nó không có dính dây. Đó, 3 là nội dung kế tiếp nữa là nội dung thi đấu, thì nó có nội dung 2A. À, nội dung 2A thường là hai tay hai con người ta búng. Rồi nội dung 3A thì hai con, 1A như thế này người ta chơi. Còn 5A thì nó có, sẽ có một cái sợi dây 5A. Sợi dây 5A thì thường nó sẽ là gì ta? Nó có cái cục lẳng. Nó gọi là cục xí ngầu các bạn.
nó có cục xí ngầu để nó làm cái vật nắm đối trọng để cho. Rồi thôi bây giờ thì anh Phi sẽ trở lại với một cái câu chuyện đơn giản hơn, đó chính là đóng hàng nha. Đây là một cái con bạn trượt tay. Có con nào nhảy dây không anh? Con này nhảy dây là con này, em tìm con này đi chắc cú nhảy dây luôn. Con này là nhảy dây ha. Còn nhảy dây là gì nữa mà hỏi nữa các anh Phi. Anh Phi lấy cái dây này, anh Phi treo cái gỗ Phi lên luôn. Em đã hỏi có con nào nhảy dây không mà em hỏi tiếp nữa nhảy dây là gì, thì anh Phi sẽ treo cái gỗ mình lên luôn. Treo để cho nó cái lưỡi đừng có nói được luôn á ha. Rồi vô dây cho nó ha, vô dây. Xong sau đó quấn dây. Rồi nhảy dây là gì? Ở đây giống như tôi đi phổ cập kiến thức quá. Giống đi phổ cập kiến thức là vô. Rồi ok, anh Phi sẽ hy sinh làm người dẫn đi đọc và phổ cập kiến thức cho các bạn. Nhảy dây là gì? Quăng ra. Phích dây nó lên là nhảy dây. Được chưa? Con này 677222 nha, 677222. Trong danh mục hàng hóa nó sẽ có các bạn. Chơi ngon không? Nhảy dây các bạn để không như vậy nó không hút đâu. Các bạn thích lên nó hút nè, thấy không? Đó là như vậy, thích lên là nó hút. Nhưng mà quăng nhẹ nhẹ thôi. Quăng nhẹ nhẹ thôi, các bạn quăng mạnh quá nó hút lên nó đập vô tai đau lắm. Cái này con Phi nó đỏ luôn rồi nè. Nha, cái cách nó là vậy. Nhưng mà cùng kết cấu con này lại không nhảy dây nha. Con này lại không nhảy dây. Đó, bởi vì nó khác nhau ở cái bát thôi. Sáng nay thì có bạn hỏi anh Phi về vấn đề nhảy dây hay không nhảy dây. Bạn muốn mua con đó nhưng mà muốn nhảy dây thì ok, báo anh Phi thay bát cho. Anh Phi thay bát cho, không có vấn đề gì đâu. Anh Phi đổi cái bát nhảy vô cái bát không nhảy, đơn giản là vậy nè. Con này cùng kết cấu nè các bạn, cùng kết cấu nhưng khác cái bát chút xíu thôi, nhưng nó không nhảy nha, nó không nhảy này nè, thấy không? Nhưng ở một chiều gió nào đó, có bạn K2 hỏi anh Phi vậy, sao nó nhảy dây anh Phi? Ở một chiều gió nào đó, đây đang có một cây quạt, quạt nó thổi qua và khi mà các bạn lên cao là nó nhảy. Bởi vì sao? Cái thứ nhất, cái dây chúng ta quá sơ quá cũ, nó không còn cái độ trơn mượt. Cái thứ hai, cái chiều gió nó đẩy qua khi mà lên á là nó đẩy cái cọng dây này nè tạt vô trong cái bát ha. Rồi ở một cái thao tác nào đó thì độ ẩm và cái dòng xoắn của dây này nè, cái dòng xoắn ở đầu dây này nè, nó cũng quyết định chuyện nhảy dây hay không nha. Qua cái quan sát của anh Phi nhiều ngày trong vấn đề về thử vô và test vô cho các bạn, anh Phi phát hiện được điều đó. Cái dòng xoắn ở đầu này nè, các bạn chơi thời gian mở ra mở vô nó sẽ bị nó không còn xoắn lại được nữa, nó sẽ hở ra như thế này nè, các bạn thấy không, nó không có xoắn vô trong nữa. Anh Phi gỡ ra thì cho vậy, nó không còn cái chiều xoắn của nó nữa mà là nó mất cái chiều xoắn rồi nè, các bạn thấy không, nó dễ dàng, nó còn nguyên đây nè, nó không có xoắn lại, thấy không? Đó, đây là sợi dây cũ nó là vậy đó các bạn ha. Và cái đó cũng nó quyết định chuyện nhảy dây hay không á. Nhưng mà đối với dòng Audi thôi nha, đối với dòng Audi và các cái dòng mà cơ bản thôi ha. Chứ còn những cái dòng mà tiền nó nhiều á mà nó sử dụng những cái bạc đạn ngon lành, sử dụng bát ngon lành, nó con nói chung là con bạc triệu á, nói chung là con bạc triệu á, thì nó sẽ khác chút xíu. Rồi bây giờ thì anh Phi sẽ xui cái này ra. Cái này thì buộc anh Phi phải xui rồi các bạn. Nó có gì ở trong thì nếu ai đã từng xem qua Reagan quán trượt tay thì các bạn sẽ biết trong này nó có cái gì. Và anh Phi cũng đã test rất nhiều lần nè. Con quay em xem trong danh mục hàng hóa giúp anh Phi. Anh Phi có đăng nó chở mình như 4-5 mã gì đó. 4 mã, 5 mã. 5 mã ở trong cái mục hàng hóa. Ở đây nó sẽ có những cái miếng băng keo hai mặt để nó dính đó các bạn. Để nó không có hở ra để mất phụ kiện. Con này thì nó không có ổ phụ kiện đâu nha. Con này thì nó không có ổ phụ kiện như cái con 17. Nó có con 117 thì nó có cái ổ phụ kiện ở đây. Ốc vít đồ này nọ. Còn con này thì nó không có ổ phụ kiện. Nó đơn giản là 4 cái bấm này thôi. Rồi chúng ta sẽ xem từ ở phía dưới nè, nó còn hai con ốc ở chỗ này nữa nè. Thường hai con ốc nó sẽ nằm dưới đây, nó sẽ bỏ ở phía dưới một cái bánh nào đó ha. Nó bỏ ở dưới một cái bánh nào đó để các bạn có thể thấy nè. Còn cái con 117 á, con 117 thì nó có nguyên một cái ổ phụ kiện ở đây luôn ha. Mỗi con nó có kết cấu khác nhau về cấu tạo, về nâng cấp hay là về họp hàng chẳng hạn vậy. Đó là đồ chơi đó các bạn. Thường đồ chơi nó sẽ làm như vậy nha. Thường xét về các cái mảng đồ chơi thì nó sẽ làm như vậy. Còn nếu mà nó dùng cho hobby hoặc là những cái đồ chơi dành cho người lớn á thì nó sẽ khác hơn một chút xíu. Bằng chứng là những cái ván trượt tay này nè mà dành cho người lớn á là nó thiết kế hộp khác, đơn giản hơn. Giống như Yo-Yo rồi đó nè. Nó có một cái Yo-Yo với hai cái đèn chứ nhiều đâu mà nó làm hộp cho bự. Chẳng qua là nó làm cho đẹp và phù hợp với lại trẻ nhỏ, bởi vì trẻ nhỏ thích như vậy nha các bạn nhé. Các bạn nhỏ thích như vậy đó, đó là tâm lý người dùng. Họ sẽ thiết kế một cái sản phẩm nào đó nó phù hợp với tâm lý người vô dùng nha các bạn nhé. Phù hợp với tâm lý người dùng, là người dùng ở đây là trẻ nhỏ, khách hàng của họ là trẻ nhỏ, khách hàng xem phim mà cho nên khách hàng muốn biến hình, khách hàng muốn
nhân vật khách hàng muốn, màu sắc khách hàng muốn, có sự thiết kế đó. Tại sao các bạn lại thích Naruto, tại sao các bạn lại thích One Piece, tại sao các bạn lại thích bảy viên ngọc rồng đó. Tại sao thích Goku biến hình là phải tóc xanh, tóc trắng, tóc gì đó mới đẹp, tóc đen không đẹp chẳng hạn vậy nha. Đó, cái câu chuyện là như vậy. Rồi, xong, anh Phi đã làm cái hộp xong rồi đây. Rồi bây giờ thì nhiệm vụ của anh Phi chỉ việc bỏ nó vô nữa là thôi. Hộp này anh Phi đang làm theo kiểu rộng hộp. Cái hộp này được quy ra là 1kg nha các bạn nhé. Được quy ra là 1kg. Mặc dù là nó chỉ có vài trăm gram thôi, chứ không tới 1kg đâu. Nếu cân là kg á. Nhưng mà thường thì nó sẽ tính theo cái trọng lượng thể tích nhiều hơn. Đó, lấy dài nhân rộng nhân cao nó sẽ ra cái trọng lượng thể tích. Anh Phi thì không có chơi ván trượt tay, cũng không có chơi ván trượt chân. Cho nên các bạn kêu anh Phi biểu diễn dài vòng là anh Phi chịu thua ha. Ngay cả yo-yo cũng vậy. Anh Phi chỉ test và phân tích về cấu trúc thôi. Phân tích về cấu trúc. Anh Phi không phải là người thực hiện các cái kỹ thuật về yo-yo. Anh Phi cũng có thể chia sẻ với các bạn các cái clip về yo-yo. Bằng chứng là anh Phi đang đăng lại những cái clip của các bạn châu Âu chơi, cũng như là các bạn khác ở các khu vực khác chơi nha. Để cái chia sẻ với các bạn. Đó. Anh Phi không muốn đăng những cái clip của các bạn Việt Nam. Bởi vì sao? Anh Phi không muốn các bạn lắng nghe nhiều quá. Anh Phi các bạn muốn các bạn nhìn và cảm nhận các động tác của người ta. Đó. Còn các bạn nghe nhiều quá ha, các cái clip tiếng Việt nhiều khi họ chơi họ nói nhiều quá, các bạn sẽ bị rối. Các bạn sẽ bị rối nha. Các bạn cứ cảm nhận cái động tác ha, coi người ta chơi như thế nào mình học theo. Đó. Thì bằng chứng vừa qua là anh Phi cũng chia sẻ lại các cái kỹ thuật để người ta chơi. Anh Phi phải ngồi coi tròn 2 vòng cho mỗi một cái clip, anh Phi mới có khả năng đăng lại những cái clip đó. Rồi, câu chuyện nó sẽ là như vậy ha, các bạn ha. Anh có con quay không thì câu trả lời này anh Phi trả lời rồi nha các bạn. Các bạn có hỏi gì thì anh Phi sẽ trả lời các bạn để các bạn dễ tìm kiếm nha. Ở trong cái phần cửa hàng á, các bạn vô trong đó các bạn sẽ thấy được những cái sản phẩm anh Phi đăng. Nhưng mà thường hình ảnh ở đây là những hình ảnh thực tế anh Phi với chị Thư chụp nha. Các bạn cứ yên tâm về phần hình ảnh. Các bạn cứ yên tâm về phần hình ảnh. Bởi vì hình ảnh là hình ảnh chụp thật nha. Trong 99 cái hình thì chỉ có một cái hình anh Phi mượn là hình của hãng, hình trên web thôi. Mà hình anh Phi cũng phải lựa là nó tương đối gần với thực tế. Gần với thực tế. Chứ không có xa thực tế nha. Nó không có đẹp quá so với thực tế. Để khi các bạn nhận hàng các bạn ngỡ ngàng nha. Đấy. Bây giờ tới đây thì anh Phi xong cái hộp này rồi các bạn thấy không? Khi đóng hàng cái hộp nó sẽ ngon lành như thế này nè. Cho dù một cái thùng bia bỏ đi hay là bán ve chai hay gì đó, anh Phi sẽ làm lại như thế này. Còn khi nó tới tay các bạn mà nó mớp hay là nó như thế nào đó thì xác định rõ ràng là không phải lỗi anh Phi ha. Xác định rõ ràng là không phải lỗi anh Phi. Tại anh Phi từ đầu anh Phi sẽ giao một cái hộp hàng như thế này. Và cái hộp hàng khi mà trả về là anh Phi sẽ hủy hết nha. Những cái hộp hàng mà trả về, hàng bơm, hàng gì đó, anh Phi sẽ hủy hết. Anh Phi không có giữ những hộp hàng đó nha. Các bạn mua hàng và các bạn có quyền nhận được hàng mới. Các bạn có quyền nhận được hàng đúng. Chẳng hạn như các bạn mua thanh lý khuyến mãi thì các bạn sẽ nhận được cái hàng thanh lý khuyến mãi. Nhưng cái thùng này là anh Phi đóng từ đầu tiên dành cho cái đơn hàng của các bạn, cho nên nó sẽ là như vậy. Và khi hàng có trả về thì giỏi lắm anh Phi lấy hàng trong đó ra thôi, chứ không có kệ cửa nào mà dùng cái hộp đó bỏ hàng khác vô hết, cho nên nó sẽ là như thế này. Nó đi tới nơi mà nó có mớp hay gì đó thì không phải lỗi anh Phi ha. Rồi bây giờ thì anh Phi sẽ trở lại với các bạn qua một đơn nữa. Anh Phi sẽ làm nhanh để nghỉ ngơi chút xíu. Thú thật với các bạn là tới bây giờ cái cột hơi của anh Phi nó bắt đầu nó tuột rồi. Cái thứ hai nữa là cái dây thanh quản của anh Phi chắc có vấn đề nha. Đồ chơi trẻ em mấy trăm nghìn mà hàng pha ke, làm sao hết cứu. Đồ chơi mấy trăm ngàn mà hàng pha ke là sao em? Anh không hiểu ý của hết cứu. Cái này hết cứu đang nói về vấn đề gì? Em đang nói về một cái vấn đề là hàng nhái hay là hàng chính quy hay như thế nào. Nhưng mà từ pha ke thì anh Phi tạm hiểu là như vậy, là hàng nhái ha. Từ hà pha ke đó là hàng nhái nha các bạn nhé. Các bạn nói vậy thì người ta sẽ cười đó. Em đừng nói vậy, mai mốt đừng nói vậy, người ta sẽ cười em. Bởi vì người ta cười bởi vì sao? Bởi vì người ta nói là đôi khi có những việc nó không nằm trong tay mình và thông tin mình cũng không biết hết. Để mình xác định rõ ràng và cụ thể. Hàng phay không có nghĩa rằng nó rẻ.
nó phay của ai và nó phay cái gì nha. À, nó phay của ai và nó phay cái gì. Giống như hiện nay đang có một cái dòng đồ chơi rất là được lòng các bạn, và ngay trên cả TikTok và các sàn khác họ cũng review rất là nhiều, đó chính là đồ chơi mô hình. À, đồ chơi mô hình anime á. Đó. Vậy thì anh phải hỏi các bạn, hàng Bandai là bao nhiêu mà hàng phay nó sẽ là bao nhiêu? Hàng phay chẳng nhẽ về ra mấy chục nghìn sao in ra được cái con đó, xong mà ép ra được cái con đó. Chẳng qua họ rẻ hơn bởi vì sao? Họ không mua được bản quyền và họ không trả phí bản quyền. Chẳng qua là thay vì làm bằng cái loại nhựa đắt tiền thì họ làm rẻ tiền hơn. Chẳng qua là chỗ đó thay vì làm nhựa cứng thì chỗ đó họ làm nhựa mềm. À, chẳng qua là nói thẳng nó làm hàng nhái. Nhưng nhái thì cũng phải có giá trị của nhái chứ. Ở đâu ra mà hàng hoa ke mà phải là vài chục ngàn. Cái câu chuyện là vậy. Cái thứ hai, người ta pha ke cao cấp. Các bạn có nghe hàng Louis Vuitton mà pha ke cao cấp chưa? Nó sản xuất là y chang hàng Louis Vuitton luôn, chỉ là nó không phải Louis Vuitton thôi. Vậy thì các bạn để mai ra được những cái đường kim mũi chỉ đó để làm ra một cái được cái vỏ y chang cái hàng xịn đó, và chất liệu là y chang như vậy, mà chẳng qua là không phải anh Louis Vuitton anh mai và anh xuất xưởng ra thôi. Vậy thì cái hàng đó là bao nhiêu tiền, công sức làm nó sẽ là bao nhiêu tiền? Đôi khi mình không biết, cho nên đôi khi những cái nhận định của mình nó đưa ra nó chưa đủ cụ thể và chính xác. Anh Phi không có ý trách rằng là em nói đúng hay sai, nhưng mà anh Phi đang nói với em rằng có những điều nó không nằm trong cái kiến thức của mình, cho nên khoan từ từ dội nhận định cái đã. Cứ không phải hãng đó là pha kia nè, giống như Yoyo, có nhiều bạn vui lắm. Phải là Yoyo Factory mới hàng chính hãng. Phải là C3 Design mới là hàng chính hãng. Phải là Rewind hay Rewind gì đó mới là chính hãng. Làm gì có câu chuyện đó các bạn. Người ta sản xuất, người ta đăng ký hồ sơ sản xuất lên, người ta được bảo hộ sản xuất, người ta làm hồ sơ đó một cách chính quy và không vi phạm các cái bản quyền, không có ăn nhập gì các bản quyền của các hãng khác, thì không có đụng chạm tới những vấn đề thưa kiện, thì người ta là chính quy chứ không có phải đâu. Giống như chuyện giữa Samsung và iPhone nó thưa nhau hàng ngày, sao các bạn biết? Thằng này nó vi phạm cái kia, thằng này nó bắt trước thằng này cái nọ, nó thưa nhau hàng ngày. Vậy thì thằng nào là phay của thằng nào đó. Rồi phiên tòa chưa ra quyết định thì chưa biết thằng nào là phay, thằng nào là chính thức hết đó. Cái câu chuyện nó sẽ là như vậy các bạn. Nhiều khi mình trẻ nhỏ, hoặc là mình không đủ kiến thức, hoặc là mình chỉ là những cái người sống ở các cái khu vực nào đó, cái kiến thức trên mạng cũng chẳng qua là một phần của vấn đề, cho nên nhiều khi mình cứ nghe ở đâu đó rồi mình phán không có hay. Cái đó là không có hay, chúng ta phải tìm hiểu rõ ràng và cụ thể. Chẳng hạn như Yoyo này, ai nắm bản quyền cấu tạo của con này? Anh phải hỏi các bạn, ai nắm bản quyền cấu tạo của con Yoyo này? Ai nắm bản quyền cấu tạo của con Rubik này? Nói cho anh Huy nghe thử coi. Ai nắm bản quyền cấu tạo của con Rubik 33 này? Cái khối 33 này ai nắm độc quyền của nó? Làm gì có. Ngay cả cái hãng Rubik là cái hãng lâu đời nhất, Rubik là cái có chữ S cuối á, hãng lâu đời nhất mà họ thưa, họ lấy lại cái bản quyền của khối 33 mà họ còn lấy không được. Mà họ lấy lại cái khối bản quyền của khối 33, thử coi Rubik ra nó có sản xuất được không? Fiyu có sản xuất được không? Cái câu chuyện đó là như vậy. Nhiều khi mình không rành mà mình cứ ra gió ha. Cái câu chuyện nó vậy đó các bạn. Bình tĩnh, không vấn đề gì hết. Quay hay không quay, chuyện cuộc sống nó còn nhiều cái chúng ta chưa biết. Ngay cả cái này, trong cái giai đoạn hàng Audi này nó đang chiếu phim, có một hãng nữa nó ra gần giống với Audi luôn, đó chính là Dyson. Các bạn biết hãng Dyson, hãng Dyson chơi cũng cực đỉnh công phu luôn. So với Audi nó cũng chẳng thua gì đâu. Nó cũng có một cái bộ phim gần giống với lại Audi luôn, cũng là gần giống Lagentin nhưng nó thiết kế khác chút xíu mà. Vậy thì cái đó là phay hay không phay? Nó không do chúng ta quyết định nha các bạn nhé. Nó không do chúng ta quyết định. Rồi đây, ngon lành canh đào. Oh, đây là đây là cái gì? Bánh xe mặt trời ảo ảnh. Anh Phi xin lỗi, mặt trời ảo ảnh. Này, nó không nhẹ dây đâu nha các bạn nhé. Nó còn về tới nhà các bạn. Tại sao nó nhẹ dây thì nó phụ thuộc vào rất là nhiều điều kiện trong cuộc sống này. Có những điều mà ngay cả những người chơi Yoyo lâu năm rồi mà họ còn vẫn chưa giải quyết được vấn đề nhé. Họ nhìn và họ cũng chưa nhận ra được sự thay đổi của nó. Rồi bây giờ thì anh Phi sẽ cho vào. Ở đây nó có thêm hai cây đèn nữa, và ở đây nó sẽ có hai cái nút chơi nghe.
Hai cái nút chơi ngang này là để gắn vô cái mặt ngang à, để chúng ta chơi ngang, chúng ta chơi những cái tuyệt chiêu mà gọi là DNA đó thì khỏi phải xúc vô vô ngang, mà chúng ta cứ cầm nắm nó giật ngang ra là xong. Ngày xưa nó có nút chết trên này luôn, chẳng hạn như cái con DS676101 là nó có nút chết trên này luôn, nhưng mà con này thì nó sẽ gắn nhất cái nút chơi ngang này. Anh Phi khui ra đâu, bởi vì anh Phi sợ hai cái nắp màu xanh này nó bị rạn nứt, có đó các bạn, nút màu tím nó bị rạn nứt. Anh Phi mỗi lần mà anh Phi test là anh Phi phải khui ra anh Phi coi nha. Anh Phi không muốn các bạn nhận những cái cục hàng mà nó bị rẽ nứt cái kiểu đó nha. Đó là cũng là một phần anh Phi đang mong muốn gửi tới cho các bạn những cái dịch vụ cái kiểu đó thôi. Anh Phi cũng không phải là thần thánh gì để thấy hết mọi thứ, cũng không phải là siêu nhân để nhìn từ ngoài vô biết ở trong nó có cái gì, cho nên anh Phi phải khui ra nhé. Anh Phi buộc phải khui ra để xử lý ở phía bên trong em xem nó như thế nào. Còn nếu mà các bạn nói là khui ra là mất đi cái zin của sản phẩm gì đó thì các bạn có thể nhắn tin riêng cho anh Phi hoặc là nhắn luôn ngay trên cái chat nhé, nhắn luôn ngay trên cái đơn hàng cho anh Phi. Xin lỗi gì đó, nhắn luôn trên ngay cái đơn hàng là anh Phi ơi, em không muốn anh Phi khui, anh Phi sẽ không khui đâu. Không khui thì khỏe anh Phi chứ có mệt miếng nào đâu. Không khui thì hồi nãy giờ đâu cần phải quay vậy, đâu cần phải giật vậy, cứ bỏ làm cái hộp xong bỏ nó vô là ngon lành gành đào thôi chứ đâu vấn đề gì đó ha. Rồi bây giờ thì anh Phi sẽ cho nó vô nha, đơn giản ha. Rồi để vô thôi. Rồi tất cả quà tặng thì anh Phi sẽ để riêng ở phía bên ngoài, con vô thì anh Phi vẫn để chuẩn của nó ở trong này, từ dây cỏ cho tới mọi thứ của nó trong này. Và bây giờ thì anh Phi chỉ cần làm cái hộp cho nó được nữa là xong ha. Các bạn có thắc mắc gì nữa không, có hỏi gì nữa không? Hôm nay mặt trời nó xuống sớm quá cho nên là hôm nay nó hơi tối. Con số 6 là con nào đây? Con số 6 hả? Thôi con số 6 dễ mà, có hàng mẫu mà. Đây con số 6 là đại bàng 2A liên hợp. Chơi gì giờ 2A liên hợp chơi gì? Tập quấn dây, tập quân dây ha, quăng như thế nào cho phù hợp nè, nhẹ lên đây chụp ha, đây nè, đây chụp. Các bạn hãy xuống dây, khó chụp lắm. Con này mà để ném đá lấy ngọc là phải ném cao nha, phải ném cao. Vậy thì làm sao anh Phi biết? Tại vì khi anh Phi ném ra như vậy nè, nó thu lại, nó thu không hết. Tại vì phải buộc phải ném nhẹ, ném mạnh là nó dậy sao thu lại nha, ném mạnh là nó đứng gió vậy đó, đâu có thu lại được đâu. Các bạn cứ đưa ra đưa vô nó cũng không thu. Vậy thì khi thu lại là các bạn phải chờ cái lực của nó vừa đủ nè, cái lực nó vừa đủ các bạn đưa ra nè đó ha. Hoặc là các bạn phải ném cao lên và khi nó rớt là từ trên nó rớt xuống thì chúng ta thu về, chúng ta chụp nó ha. Đó, đơn giản đó, không nè, cầm chụp nó nè, được chưa? Đơn giản vậy thôi ha. Tới đây thì anh Phi cũng đã xong cái đơn hàng của mình rồi. Và việc livestream này, một là chia sẻ với các bạn, hai là quay trở lại với cái câu chuyện khi nhận vô chúng ta sẽ phải xử lý nó, xem coi nó có dễ rớt hay không, nó có mất cái dòng xoắn hay không, để chúng ta nó có chặt hay không để chúng ta siết lại để chúng ta chơi, chứ không phải về mà nó đang bị như vậy, đang lỏng về mà cũng đè chơi, chơi hồi nó văng ra là chuyện đúng, chúng ta phải siết nó lại ha. Cái thứ hai là chúng ta sẽ phải ém bát nó, chẳng hạn những con nhại dây thì bát nó gù lên này không nói, những con không nhại dây như thế này cái bát nó phải bằng nha, cái bát nó phải bằng với cái mặt của vô như thế này, và nếu nó có gù lên thì tháo nó ra để ém lại. Có một số bạn hỏi anh Vy ém bát là sao. Ém bát là một cái từ theo nghĩa đen rõ ràng, lấy ra dùng tay ém nó xuống, ém nó xuống ha. Đó, một cái từ nghĩa đen rõ ràng luôn, không có gì bóng lượng ở chỗ này hết trơn á. Rồi sau đó xong thì chúng ta gắn lại. Khi gắn là có nhiều bạn gắn sai lắm nha, nè lắc lắc nè, nó hơi méo vậy mà gài vô cái là hư liền ha. Chúng ta sẽ phải lắc lắc để nó vô cái dòng răng của nó đó. Khi mà nó vô mà nhẹ nhàng á thì chúng ta sẽ xây nó ha. Nó vô nhẹ nhàng rồi nè. Nhưng có những con ban đầu nó cũng rất là cứng, nó bóp bởi vì ốc dít với nhau, nó chưa có thuận thật sự là trơn tru cho nên nó hơi cứng với nhau, thì các bạn sẽ phải cố gắng các bạn xoay ra cho hợp lý. Chẳng hạn như con này nó còn cứng nè, bởi vì con này anh Phi ít tháo ra hơn, nó còn cứng nè, nó còn những cái khớp ở chỗ này nó cực cực nè, nhưng thực tế không, với cảm nhận của anh Phi là nó không có bị chim răng ha. Cho nên là chúng ta xoay thoải mái nhé, chúng ta xoay thoải mái. Anh Phi nhớ là anh Phi có đặt một cái đợt ti về nhưng mà nó vẫn chưa có về nữa. Cái ti của anh Phi đặt về là ti như ti 10 chứ không phải ti 14. Rồi đây nè, thấy không? Đó. Mặc dù tới đây nó hơi cứng chút xíu nhưng anh Phi biết là nó không có chim răng cho nên anh Phi cho nó vô luôn. Đó. Tới đây vừa phải rồi, nhẹ thôi, nhắc nhẹ cái thôi chứ không phải cố dặn qua nó hư. Có nhiều bạn dặn hư rồi đó, mua một con Abyss xong mà về dặn là tuôn cái răng vào đó luôn. Rồi bây giờ thì anh Phi sẽ đóng cái này lại ha. Đóng thì cũng dễ thôi, anh Phi sẽ làm nhanh thôi.
Cái đơn này là của bên nào ta? À, bên này là của bên anh nhà các chú ông. Anh Phi làm luôn chút xíu nữa anh ghé lại anh lấy nha. Rồi, tới đây thì anh Phi cũng loại Yoyo nào thời gian quay lâu nhất? À, em có thể mua một con Yoyo của hãng C3 Design. C3 Design thì anh Phi có đọc qua lịch sử của nó đang giữ kỷ lục thế giới. Có một con Yoyo nó có thời gian ngủ, nó gọi là thời gian đứng gió, nó gọi là thời gian ngủ là 30 phút mấy chục giây á. Em có thể mua con đó, mua của hãng đó nha. Cái con mà anh Phi đang xem bên hãng đó thì nó có những con khoảng tầm $100, $200 là có rồi nha. Còn những cái con mà 400-500 đô cũng có luôn đó. Bạn có thể mua được những con đó thì cái thời gian lâu, nó quay sẽ rất là lâu nhé. Còn ở bên hàng Audi này thì tối đa là anh Phi đoán chắc nếu các bạn quăng ngon á, các bạn quăng ngon đối với những cái con đao bạc đó thì cũng phải 3 phút 4 phút. À, còn những cái con mà xịn hơn bằng kim loại chẳng hạn như DS7601 hay là Diamond tím hay là thần hổ cấp 6 Platinum 5 hay là thần hổ biển cả 676 677 261 chẳng hạn vậy, thì những con đó chắc phải trên 5 phút nếu em quăng chuẩn nha, nếu em quăng chuẩn và lực cổ tay em tốt. Cái gì anh Phi cũng có chịu níu trong đó đó, tại vì có một số bạn không biết chơi, chưa biết chơi, chưa tập chơi, chưa tập quăng, quăng không chuẩn, rồi cái nghe anh Phi nói cái mua về nhà quăng quăng không được, cái nói anh Phi nói dễ nói xạo, nói anh Phi nói là không có đúng, có rồi, có nhiều bạn gọi điện nhắn tin cho anh Phi kiểu đó, cho nên anh Phi phải níu các bạn, níu các bạn biết chơi cái này. Còn các bạn không biết chơi thì thú thật là con chục triệu các bạn cầm trong tay, các bạn cho nó xoay, kêu nó xoay được 30 giây cũng đã khó, để nó tới 1 phút. Loại à của chú Huy bán á hả? Ừ, nãy hỏi không rõ. Của chú Huy bán thì có thể con sẽ chơi con 676103, thần hổ cấp 6, Platinum 5, hoặc là 676 DS 676101. Đó, là con màu đỏ đó, hoặc là con nói chung là con số 1 nè, nè chú cho con lên nha, con số 1 đây, con số 1 có con số 2 chứ, con số 2 đây, con này chơi ngon nè, một con thấy chưa, con thấy chưa, con này thì đỉnh nè, đang rất ngon nè, nhưng mà nó chỉ còn một con thôi đó, rồi con này cũng chơi ngon đó nè, con này cũng quay lâu nữa nè đó. Hoặc là con K2 này chơi quay cũng lâu nữa nè. Đó, rồi nói chung là con nào chơi cũng ngon cả. Con này mới test xong chơi cũng ngon nè. Con này thì cực ngon nè. Đó, cái này là 677 261. Chú gọi là thần ngọn lửa gì đó, thần hổ biển cả gì đó ha. Con nó chơi quay cũng lâu ha. Rồi, con này quay cũng lâu nè. Mãng xà linh thần nè, sói thần băng giá quay cũng lâu nè. Băng thần kiếm chơi cũng ngon nè. Vũ thần kiếm chơi cũng ngon nè. Thần hổ cấp 5 Lazintin 5 nè. Kim can kinh công nè. Đó là những con mà chơi rất là ngon, mà con này rẻ là ngon hơn. Không ngon bằng nhưng mà rẻ và chơi được. Đây. Ha. Rẻ và chơi cũng khá ngon. Anh Huy test từ hồi nãy giờ, anh Huy làm hàng test của anh Huy nè. Ha, bền, nó là nhiều hơn nha. Nó đập nó không có sợ van như là oval, như là hàng kim loại. Hàng kim loại thì nó chơi ngon hơn về mặt lăn lóc, quăng lâu rồi đẹp này nọ, nhưng mà về cơ bản nó sẽ có những cái nhược điểm của nó. Anh Huy nhớ là ở trên TikTok có một bạn tên Trường Ghiêu, bạn cũng có phân tích. À, bạn thì chơi giỏi rồi, bạn chơi giỏi nhưng mà để nằm ở tầm chuyên gia thì anh Phi không biết là đánh giá bạn này nằm ở tầm nào, nhưng mà bạn chơi thì rất là giỏi rồi nha. Nhưng mà bạn có những cái bài phân tích về cái con Yoyo nhựa và kim loại này cũng khá là hay, các bạn có thể xem bên kênh của Trương Kiêu nha. Trương Kiêu có một cái clip nói về cái con nhựa và kim loại rồi. Rồi bây giờ thì anh Phi dán cái này nữa lại là xong ha. Quà tặng Yoyo rồi cái gì đó anh Phi cũng đã xong xuôi hết rồi. Do cái hộp chỗ này nó hơi hay ấy, cho nên là anh Phi dán kỹ cái đầu này chút trước nha. Có những lúc anh Phi dán nhiều hơn cho một đầu, và đầu còn lại thì ít hơn.
Bởi vì sao? Bởi vì nó hơi yếu cái đầu đó, còn cái đầu còn lại thì nó mạnh rồi, cho nên là chúng ta sẽ không cần phải dán quá nhiều. Được chưa? Cách nó là như vậy. Và tùy vào tình hình của từng hộ mà anh Phi sẽ quyết định dán nó mấy lớp nha. Rồi xong, cái này thì chúng ta chỉ cần đưa cái giấy lên nữa là xong. Giấy chuyển hàng đây. Đây là một đơn mà anh Phi đặt trực tiếp qua bên website. Nó gọi là đơn ngoài sàn đối với các cái hãng giao nhận. Đó, hãng giao nhận thì họ có những đơn trong sàn. Sàn là gì? Các sàn thương mại điện tử á, họ có đơn trong sàn. Đơn ngoài sàn là họ cộng tác với những phần mềm bán hàng để họ để cho những cái shop như anh Phi lên đơn. Đó, từ việc lên đơn đó, nó sẽ bắn cái đơn về bên, nó phóng cái đơn về bên hãng giao nhận. Hãng giao nhận sẽ trả một cái thông tin báo là đơn đó nằm ở cái mã vận đơn nào nào nào. Rồi các shipper họ được phụ trách các khu vực đó, các bạn họ sẽ thấy được và họ đi lấy hàng. Nó giống như thôi, tất cả hiện nay đều làm qua phần mềm các bạn, chứ làm tay không có chịu nổi đâu. Làm tay không, chúng ta không chịu nổi đâu. Làm tay như cách đây vài năm, khi mà công nghệ internet với AI nó chưa đủ phát triển ở Việt Nam á, là các việc giao nhận hiện đó là chỉ thông qua bên các cái hãng giao nhận của nhà nước thôi. Và sau này mạnh hơn thì có giao hàng nhanh, giao hàng tiết kiệm gì đó, thì họ làm tất cả bằng AI hết nha. Hiện nay họ làm một phần mềm hết à. AI thì hơi quá đáng, phần mềm ha. Phần mềm thì nó dưới AI chút xíu, AI thì nó thông minh hơn. Rồi tới đây thôi ha các bạn ha. Còn điều gì nữa để các bạn có thể hỏi anh Phi thì các bạn hỏi luôn. Anh Phi sẽ ở lại đây khoảng tầm 5 phút nữa, rồi sau đó anh Phi sẽ dừng buổi live này lại. Buổi live này mục đích đó là để chia sẻ, có dịp gặp mặt nói chuyện với các bạn, mà cũng là để báo cho anh các bạn biết anh Phi có những cái hàng nào trong cái danh mục hàng hóa, cũng như là để chia sẻ những cái câu hỏi của các bạn trên các sàn. Có một số bạn khi mà mua về chơi thì bạn cũng chưa có nắm hết được, hoặc là nó xảy ra một số cái vấn đề, thì qua các clip anh Phi chia sẻ thì nó sẽ hay hơn ha. Chứ nếu mà chỉ chia sẻ qua câu chữ chat thì chịu thua. Và anh Phi cũng đang dùng các cái kênh này để tư vấn với các bạn một phần về cái công việc hoặc là cái hàng hóa của các bạn nhé. Bởi vì thú thật với các bạn đó, có những shop nhiều khi anh Phi đụng vấn đề, anh Phi hỏi nhiều khi nó còn không thèm trả lời, huống hồ vậy chuyện mà lên live giải thích cho các bạn nha. Và nếu có trả lời cho các bạn thì nó trả lời theo một cái phong cách là khác nha. Bản thân anh Phi cũng từng mua hàng online thì bị những chuyện này anh Phi biết mà. Rồi bây giờ tới đây thôi. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn nhé. Hy vọng là ngày mai sẽ like sớm khi mà có đơn nha. Tại vì anh Phi đóng hàng, anh Phi mới có cái này mới like được, còn nếu không thì chịu thôi. Còn phòng like riêng để mà show sản phẩm thì chưa có các bạn. Ở ngoài này mà anh Phi bỏ đầy một sản phẩm mẫu dày mà anh Phi bước vô trong, họ quay ra chắc không còn con nào quá. Rồi bye bye và hẹn gặp lại các bạn nhé. Bye bye.